Xin chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Khang Luxury. Hôm nay mình xin giới thiệu đến mọi người một siêu phẩm Nokia, đó là Nokia 8800 Gonatte. Chiếc điện thoại được xem là nổi bật nhất của dòng Nokia 8800, và đặc biệt hiếm hơn là nó đã ngưng sản xuất hơn 10 năm rồi, nhưng mà hiện tại bên Khang Luxury vẫn đang có một chiếc máy còn nguyên hộp và phụ kiện như ở đây mà mọi người thấy. Ngoại hình còn rất mượt và màu còn rất đậm nhé. Và bây giờ mình sẽ cho mọi người xem chi tiết siêu phẩm Nokia 8800 Gonatte này. Như mọi người thấy ở đây thì màu của nó còn rất là đậm màu và đẹp. Dù đã trải qua hơn 10 năm, và đây là chiếc điện thoại được chủ trước người ta sưu tầm và ít sử dụng. Như mọi người thấy ở đây da còn rất đẹp, và da nó là da zin luôn nhé mọi người. Đặc biệt là cái gáy, ở cái gáy của Nokia 8800 Gonatte thường thường thì bằng nhựa người ta sử dụng nó sẽ rất nhanh bị bay màu hoặc bong chóc, nhưng mà ở cái gáy này gáy zin còn nguyên màu và màu còn rất đẹp và đậm, rất ít chảy xước luôn. Đây cho mọi người thấy nhé, mọi thứ còn đều rất tốt như mới. Chức năng nghe gọi to rõ, pin sử dụng vẫn từ 2 đến 4 ngày. Mọi người thấy đây còn rất đẹp, da đằng trước luôn còn zin như mới nha mọi người. Máy này được bảo quản khá tốt, và đây là chiếc hộp của nó với đầy đủ phụ kiện ha. Đây, mọi người xem chi tiết từ A đến Z, rất ít chảy xước và hoặc là vẫy lông mày. Mọi người quan tâm đến siêu phẩm điện thoại Nokia 8800 Gonatte này có thể liên hệ đến các số hotline của Khang Luxury, đó là 0942222092, 0983098800 hoặc 0944003355. Và để được nhận hình ảnh chi tiết hơn về chiếc điện thoại này, mọi người có thể add Zalo 3 số hotline trên, hoặc là đến cửa hàng của Khang Luxury tại số 151 Ngô Quyền, phường 6, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, để mình cầm chiếc máy trên tay mình trải nghiệm trực tiếp và được nhân viên của Khang Luxury tư vấn thêm nhé mọi người. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video.